sẽ là bố cục đệm dành cho bài Thu Vàng. Ở bài này thì chúng ta sẽ chia ra như sau. Ở phiên khúc lần đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh xen kẽ từng ô nhịp. Ô nhịp đầu tiên mà mình đánh đôi trường như vậy, thế số 1. Thì ô nhịp tiếp theo mình sẽ đánh đôi trường, thế số 2. Tương tự như vậy, từng ô nhịp mình sẽ thay đổi giữa thế bấm số 1, dặm nhịp cơ bản và thế bấm số 2, của von cơ bản. Tới đoạn điệp khúc thì chúng ta bắt đầu chuyển qua thế rải ngón. Mình sẽ rải trước là thế 2 và thế biến tấu xen kẽ với nhau. Ví dụ như ô nhịp này mình rải thế 2 là thế này, và ô nhịp tiếp theo thì mình sẽ rải thế biến tấu của nó là ba nốt kế bên như vậy. Một lần thứ hai mình sẽ xen kẽ như này. Đó là trong cái đoạn điệp khúc mình sẽ sử dụng xen kẽ như vậy. Và cuối cùng là đoạn phiên khúc quay trở lại lần nữa thì mình sẽ chơi kiểu vals, nhưng mà kiểu đánh biến tấu số 2, đó là có nốt bass. 1, 2, 3, tay trái sẽ có nốt bass. Nếu như mà một hợp âm lặp lại trong hai ô nhịp thì sẽ có nốt bass. Tay trái chỉ một nốt, còn tay phải giảm hai cái, đó là biến tấu vals số 2. Và bây giờ Ngọc sẽ hát từng đoạn theo đúng với cái bố cục hướng dẫn như vậy, và mọi người sẽ chú ý để mà tự tập theo. Bây giờ mình sẽ vào đoạn đầu tiên với kiểu đánh đó là xen kẽ giữa thế dặm van 1 và thế van 2 dặm. Bây giờ mình sẽ vào. Lần tiếp theo là mùa thu vàng tới thì mình sẽ xen kẽ với hai kiểu rải. Kiểu rải số 2 và kiểu rải biến tấu. Mỗi ô nhịp là một kiểu rải. Bây giờ mình sẽ vào chỗ mùa thu vàng tới ha. Mùa thu vàng tới. Sẽ có nốt pha thăng. Nên thế bấm bây giờ của mình sẽ đổi như vậy. Tay trái mình sẽ đánh re la re, tay phải là pha thăng la re. Nghe chân đâu đây. Ô tiếp theo cũng re thứ thì mình sẽ đánh là re pha mi pha thăng la. Ô nhịp trước thì mình sẽ đánh là pha thăng la re cho tay phải. Nhưng mà ô nhịp tiếp theo mình sẽ đổi qua thế biến tấu thì mình sẽ đánh mi pha thăng. Bởi vì hợp âm rê của mình có nốt pha thăng. Nghe chừng đâu đây mau kể tới. Sau đó vào lại đoạn cuối cùng. Chiều hôm qua lang thang trên đường thì mình sẽ trở lại kiểu van số 2. Có nốt bass